Hello, xin chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ qua bài giải toán cách lập hệ phương trình. Thì trước tiên thì mình sẽ qua lại cái phần bài cũ một tí, đó là cái phần giải hệ phương trình trước nhá. Ôn tập lại một xíu được không nào? Thì có một vài bạn hỏi anh là: anh ơi, thầy cô trên lớp em vẫn dạy theo kiểu chương trình cũ, có nghĩa là vẫn trình bày theo cái kiểu ngày xưa. Thì trình bày theo kiểu ngày xưa là như thế nào? Các bạn có thể tham khảo nhá. Đây, ví dụ anh có một cái hệ 2x cộng y bằng 3, x trừ y bằng 3. Thì ở đây nhìn vào em phải thấy luôn là cộng y và trừ y nó để triệt tiêu cho nhau bằng phương pháp cộng vế theo vế, đúng không? Cộng đại số. Rồi, bây giờ thì mình sẽ không cần phải trình bày bất kỳ một câu văn nào hết. Trong chương trình cũ thì em sẽ được cộng vào luôn nhá. Lấy 2x cộng với 1x ra luôn 3x. Rồi, dương y cộng với âm y là hết, mất tiêu luôn. 3 cộng 3 thì là dương 6. Đấy, cộng luôn. Không cần phải giải thích cộng như nào, vì sao, đúng chưa? Tiếp tục, ở dòng dưới thì các em sẽ ghi lại một trong hai thằng này. Ở đây sẽ ghi lại cái thằng x trừ y bằng 3. Mình sẽ phải ghi lại một thằng. Đấy. Ok, dòng trên thì mình cộng vế theo vế. Dòng dưới thì mình ghi lại cái thằng x trừ y bằng 3. Tiếp theo thì 3 nhân x bằng 6 thì chúng ta sẽ dễ dàng giải được x bằng mấy? 6 chia 3, x của mình sẽ bằng 2. Và khi em có x bằng 2 rồi, em thay x bằng 2 vào đây. Được chưa? Đấy, thay x bằng 2 vào đây luôn. Không cần bất kỳ một câu văn là thay x bằng 2 vào phương trình nào và phương trình nào như chương trình mới. Thay thẳng vào luôn. Rồi, và lúc đó chúng ta tìm ra được x bằng 2 và y bằng 1. Y sẽ bằng 2 trừ 1, y sẽ bằng 1 luôn. Và kết luận x bằng 2, y bằng 1. Đây là cách giải theo chương trình cũ. Nó sẽ vẫn được chấp nhận. Bởi vì trong sách giáo khoa Chân Trời Sáng Tạo thì người ta vẫn cứ giải theo kiểu này. Và vẫn được chấp nhận nha các em nhé. Ok. Thế nên là trong cái chương trình mới này có tận 3 bộ sách. Mỗi sách trình bày theo một kiểu. Rồi sách này nó chấp nhận cái phần trình bày theo kiểu này luôn. Thì anh thấy là các em hoàn toàn có thể sáng tạo trong cách trình bày của mình. Không cần, cũng không nên gò bó hay là dập khuôn theo sách. Được chưa nào? Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần bài toán ngày hôm nay. Đó là giải toán một cách lập hệ phương trình. Thì cái phần này sẽ có rất là nhiều dạng, được chưa nào? Thì hôm nay anh sẽ tóm tắt và chia cho em 4 cái dạng mà đi thi nó hay ra nhất trong cái phần thi giữa kỳ 1 sắp tới nhá. Rồi, trước khi bước vào cái bài giải toán cách lập hệ phương trình thì anh sẽ có một vài lưu ý dành cho các bạn, được chưa nào? Thì khi mà mình giải toán cách lập hệ phương trình á thì mình thường sẽ có 3 bước cơ bản. Bước đầu tiên thì sẽ là gọi ẩn x và y. Thì đề bài hỏi gì thì mình sẽ gọi x, y tương ứng với cái đó. Ví dụ, đề bài hỏi là tuổi anh và tuổi em là bao nhiêu thì mình sẽ gọi x là số tuổi của anh và y là số tuổi của em. Đề bài hỏi vận tốc của xe máy và ô tô là bao nhiêu thì mình sẽ gọi x là vận tốc xe máy và y là vận tốc ô tô. Thường thì đề bài hỏi gì thì mình sẽ gọi cái đó, rất đơn giản như vậy thôi. Và khi em gọi xong thì sao nhở? Gọi xong x và y thì mình sẽ cần phải có cái đơn vị, cũng như là sau đơn vị thì phải có điều kiện. Cái điều kiện là cái rất quan trọng. Ở đây mình sẽ có hai kiểu ghi cơ bản, đó chính là điều kiện thì x, y thuộc n sao này, hoặc là sẽ có kiểu là x, y lớn hơn không. Rồi, và khi nào chúng ta ghi theo kiểu x, y thuộc n sao và khi nào chúng ta ghi x, y lớn hơn không? Rất là đơn giản thôi. N sao là gì nhỉ? N sao là những cái số tự nhiên khác không nhá. Cái thằng n sao này, nó là những cái số tự nhiên khác không. Ví dụ như là 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, 7, 8, các thứ đấy, có rơi nhịp nào không? Rơi nhịp đấy, đúng không? Mất số 6 của anh rồi. Thôi kệ đi, nói chung nó những cái số tự nhiên khác không? Thì khi mà x, y nó đơn vị là người chẳng hạn. Đấy, x, y nó là người này. Đồ vật này. Đồ vật. Thì mình phải ghi là x, y thuộc n sao. Ví dụ như là mình có 5 người, mình có 6 người, chứ không ai nói là mình có 5,5 người cả.
Đúng chưa nào? Đấy, em mà tính ra 5,5 người là phải loại ngay. Bởi vì x, y thuộc n sao? Những cái số tự nhiên. Đúng chưa nào? 5,5 này nó không phải là số tự nhiên. Đấy, em mà tính ra 5,5 người thì đúng là thần đồng. Em phải loại thằng này ngay. Đó lý do mình cần điều kiện x, y thuộc n sao. Ok chưa nào? Nhớ nhá, những cái đơn vị như là người, đồ vật, vân vân, những cái thứ mà nó không thể lẻ được. Đúng chưa? Nó không lẻ được. Rồi, còn khi nào mà x, y nó lớn không? Rất là nhiều đúng không nào? Như là tốc độ này, hay là thời gian này, quãng đường này, hay là kích thước, độ dài các thứ đúng không? Độ dài các thứ ba la ba la. Rất nhiều thứ. Ví dụ như là em đi 10,5 km/h đi. Đấy, đi 10,5 km/h thì nó được quyền là số thập phân đúng không nào? Đấy, nó được quyền là số thập phân. Hoặc là độ dài là 3,1 m. Nói chung nó được quyền là số thập phân. Thì em sẽ ghi điều kiện là x và y lớn hơn không. Được chưa? Rồi, và đó là cái cách phân biệt giữa x, y thuộc n sao và x, y lớn không. Được chưa nào? Đấy, tránh nhầm lẫn nhá. Ok, tiếp theo khi mình gọi x, y xong thì mình sẽ lập phương trình. Lập phương trình thì sẽ có 3 kiểu chính. Ở đây các bạn lưu ý cho anh 3 kiểu chính. Thứ nhất là khi mà mình gặp những cái bài mà có chữ tổng này, hoặc là chữ cả hai này. Đấy, tổng với cả hai thì mình sẽ dùng phép gì? Phép cộng, đúng chưa nào? Ví dụ như là tổng số tuổi của anh và em là 34 tuổi đi chẳng hạn. Đấy, tổng số tuổi của anh và em là 34 tuổi. Có nghĩa là mình sẽ lấy x cộng y bằng 34. Ok chưa? Tổng số tuổi là sẽ phép cộng nhá. Hoặc là cả hai có 50 cái kẹo chẳng hạn. Được chưa? Vì mình sẽ có phương trình là x cộng y bằng 50 cái kẹo. Đấy, số kẹo của anh cộng số kẹo của em bằng 50 cái. Cả hai người có tất cả 50 cái. Và khi mà mình có tổng như này thì mình phải có thêm cái điều kiện nữa. Rất là nhiều thầy cô trừ điểm với các em khi mà ghi cái phép tổng như này thiếu cái điều kiện. Là điều kiện gì? Điều kiện là x và y này nó phải bé hơn cái tổng. Được chưa? X và y phải bé hơn số 34. Nghĩa là mình sẽ phải ghi thêm điều kiện như là không này, bé hơn x chấm phải y này, và nó nhỏ hơn cái 34. Đấy, mình sẽ phải bổ sung thêm cái điều kiện lên trên đây nữa. Được chưa nào? X cộng y bằng 50. Hai số cộng với nhau mới bằng 50. Mà x, y lại là số tự nhiên thì chẳng hạn. Đấy, vậy thì mình phải ghi điều kiện là x, y thuộc n sao. Và sao nhỉ? X, y nó bé hơn 50. Ok không? Nghĩa là nó phải bé hơn cái tổng của tụi nó. Đúng chưa? Đương nhiên rồi. Tổng hai đứa mới có 50 kẹo thì làm sao mà em có số kẹo nhiều hơn 50 được. Đấy, thì mình ghi điều kiện phải ghi cho kỹ như thế này nha. Rồi, hoặc khi em gặp hiệu thì sao? Hiệu này, hoặc là hơn kém này. Hơn kém này. Ví dụ nhá, hôm nay em ăn x cái kẹo, được chưa? Ngày mai em ăn ít hơn hôm nay 3 cái kẹo. Hôm nay em ăn x cái kẹo, nhưng mà ngày mai em ăn ít hơn 3 cái. Vậy thì ngày mai em ăn bao nhiêu? X trừ 3, được không nào? Đấy, hôm nay em ăn x cái kẹo, ngày mai em ăn ít hơn 3 cái so với hôm nay. Vậy thì ngày mai em chỉ còn ăn với cái x trừ 3 cái kẹo thôi, mất đi 3 cái. Ít hơn nhá, ít hơn thì phép trừ. Hoặc là nhiều hơn thì phép cộng, được không? Rồi, và khi em gặp kiểu x trừ 3 như này, mình lại phải tiếp tục bổ sung thêm điều kiện là x phải như nào? X phải lớn hơn 3 thì nó mới trừ cho 3, được không? Rồi, hoặc là gì? Tuổi của anh hơn em 10 tuổi chẳng hạn. Anh hơn em 10 tuổi thì mình sẽ lấy tuổi của anh trừ đi tuổi của em bằng 10 tuổi. Thì mình phải có cái điều kiện là gì? Muốn anh hơn em 10 tuổi nhé, x phải trừ được cho y trước đã, đúng không? Điều kiện phải là x lớn hơn y. Đấy, nghĩa là lấy số nào mà trừ số nào ấy thì số đấy phải lớn hơn cái số mà trừ, được chưa? Số bị trừ phải lớn hơn số trừ. Ok. Rồi, đó là cái mà mình phải bổ sung thêm cái điều kiện trên này. Kỹ ở đó là như vậy. Nhiều thầy cô chấm kỹ, trừ điểm điều kiện rất là gắt. Đúng không nào? Rồi, còn gấp thì sao? Sẽ có trường hợp là gấp các thứ này.
Ví dụ như là anh có số kẹo gấp 3 lần số kẹo của em thì sao nhỉ? Nếu số kẹo của em là x thì anh gấp 3 lần thì anh sẽ là gì? Anh gấp 3 lần em. Gấp thì mình sẽ dùng phép nhân nhá. Em là x, anh gấp 3 lần thì y sẽ bằng 3 nhân cho x. Được chưa? Rồi, đấy, số kẹo của anh bằng 3 lần số kẹo của em. Gấp là mình sẽ dùng phép nhân. Rồi, đó là toàn bộ những cái lưu ý. Còn cái phần giải hệ phương trình này mình sẽ được quyền bấm máy nhá. Theo như anh tham khảo một số thầy cô trên mạng ở khu vực Hà Nội, đó là cái giải hệ phương trình này các em sẽ được quyền bấm máy. Được chưa? Và kết luận thì mình sẽ kết luận bình thường thôi. Tùy nơi, sẽ có nơi bấm máy hoặc sẽ có nơi là chúng ta phải giải hệ phương trình này ra. Nhưng mà trong bài hôm nay chúng ta sẽ chỉ bấm máy thôi nhé. Ok, chủ yếu là cái phần tư duy để ra được cái phương trình cũng như là cái hệ phương trình. Rồi, chúng ta sẽ vào bài tập ngay thôi. Rồi, chúng ta sẽ đến với cái dạng đầu tiên, đó chính là dạng toán phần trăm. Thì đây là cái phần nó rất là quan trọng cũng như là ra rất là nhiều, được chưa nào? Thì ở đây sẽ dạy cho những bạn nào mất gốc, trầm trọng hay là không còn nhớ phần trăm là gì. Thì khi mà em gặp những cái bài toán liên quan tới phần trăm ấy, thì em luôn luôn phải nhớ cho anh, nó sẽ có 3 đại lượng nhá. 3 đại lượng. Ở đây 3 đại lượng đó là gì? Đó chính là cái giá ban đầu này, giá tăng hoặc giảm, và cái giá cuối cùng sau khi tăng hoặc giảm. Được chưa? Hãy tưởng tượng như mình là một chủ cửa hàng và em bán một chiếc áo với giá 70.000. 70.000 số lẻ quá nhỉ. Chúng ta sẽ bán cái áo này với giá 50.000 thôi. Được chưa? Em sẽ bán một cái áo với giá 50.000. Hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi, được chưa nào? Thế nên em sẽ giảm giá 20%. Ok. Thì khi em giảm giá 20% thì theo em cái giá cuối cùng nó sẽ là bao nhiêu? Nhiều bạn rất là le tre lấy 50 nhân cho 20% ra luôn cái giá cuối, chết không rồi chứ. Rồi, và để bấm 50 nhân cho 20% thì nó cũng rất là dễ thôi. Em chỉ cần nhập vào là 50 này nhân cho 20 này, sau đó các em ấn shift phần trăm cái chữ màu vàng này, đấy, ra luôn 10.000. Vậy là em bán cái giá với giá 10.000 à? Bán cái áo này giá 10.000, giảm 20% và từ 50.000 xuống còn 10.000. Sai, đúng chưa? Là như này là sai, quá là sai luôn. Sai ơi là sai ơi luôn. Cái số 50.000 nhân cho 20% này nó chỉ là cái gì thôi? Nó chỉ là cái giá giảm thôi nhá. 50 nhân cho 20% nó chỉ là cái giá giảm thôi. Tức là em giảm giá 20%, có nghĩa là em giảm cái áo đi 10.000 nhá. Ban đầu là 50.000, em giảm đi 10.000. Vậy cái giá cuối cùng nó phải là còn bao nhiêu? 40.000, đúng chưa? Em phải bán cái giá 40.000 chứ. Chứ em bán cái giá 10.000 là em lỗ gãy người, được chưa nào? Lỗ đau đấy. Rồi, tương tự như vậy, bây giờ có 50.000 cái áo, đúng chưa? Bây giờ em không giảm 20% nữa, em tăng đi. Rồi, em tăng thêm 30%, đấy, bán cho lời, bú cho đẫm. Thì khi em tăng 30% lên thì theo em cái giá cuối cùng em bán là bao nhiêu? Chắc chắn em phải lấy 50 nhân cho 30% rồi. Nhưng mà 50 nhân cho 30% nó không phải cái giá cuối, mà 50 nhân cho 30% đó là cái giá gì? Cái giá tăng, được chưa nào? Đấy, 50 nhân cho 30% nó là cái giá tăng. Và muốn biết cái giá cuối cùng là bao nhiêu thì em phải lấy giá ban đầu như nào với giá tăng. Tăng thì mình phải cộng, đúng chưa nào? Sẽ lấy giá ban đầu cộng với giá tăng. Đấy, lấy 50 cộng với 50 nhân cho 30% thì mình sẽ ra được cái áo sau cùng có giá là bao nhiêu. Hình dung được chưa? Còn cái này á, mình có thể hiểu là 50 - 10, hoặc là nếu cái này em chưa tính là số này thì em sẽ lấy 50 trừ đi 50 nhân 20% nhá. 50 trừ đi 50 nhân cho 20% thì nó cũng sẽ ra là 40. Đấy, nếu ở chỗ này em chưa tính ra là 10
thì mình sẽ lấy giá ban đầu trừ đi cái giá giảm là 50 trừ đi 50 nhân 20% để ra được cái giá cuối cùng. Đấy. Mình phải phân biệt được cái nào là giá ban đầu, cái nào là giá tăng giảm và cái nào là cái giá cuối cùng em mua hoặc em bán. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái ví dụ để có thể hiểu được bài luôn nhé. Thôi chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu đầu tiên. Anh sẽ ghi cái đề lên trên đây, các bạn có thể theo dõi. Nhân dịp dỗ tổ Hùng Vương này, một siêu thị điện máy giảm giá nhiều mặt hàng để kích cầu mua sắm. Nó giảm giá đấy. Giá niêm yết của một chiếc tủ lạnh, giá niêm yết là giá ban đầu nhá, niêm yết là giá ban đầu. Giá niêm yết của một chiếc tủ lạnh và máy giặt có tổng là 25,4 triệu. Ok. Tuy nhiên trong dịp này tủ lạnh giảm 40%, rồi và máy giặt thì giảm 25%. Vì thế cô Liên chỉ mua với tổng là 16,77 triệu thôi. Hỏi giá niêm yết của mỗi mặt hàng là bao nhiêu? Rồi, trước tiên đọc đề xong thì em sẽ phải làm gì? Đọc đề xong chưa cần nghĩ nhá. Mình xem câu cuối này. Hỏi giá niêm yết mỗi mặt hàng là bao nhiêu? Mình đọc xong cái câu giá niêm yết mỗi mặt hàng là bao nhiêu ấy, thì mình phải xem mà có mấy mặt hàng. Có hai mặt hàng đúng chưa nào? Đó là một chiếc máy giặt và một chiếc tủ lạnh. Và nó hỏi giá niêm yết của mỗi cái là bao nhiêu. Hỏi gì thì mình sẽ gọi cái đấy. Vậy thì chúng ta sẽ gọi giá niêm yết của thằng nào trước nhỉ? Máy giặt trước được chưa? À, tủ lạnh trước đi nhá. Giá niêm yết của tủ lạnh là x nhá. Giá niêm yết này của tủ lạnh là x. Rồi giá niêm yết của cái máy giặt là y. Ở đây sẽ cố gắng ghi nhanh cho các em nhé. Các bạn có thể ghi theo, tua chậm lại thì ghi theo. Anh sẽ cố gắng ghi nhanh nên là chữ nó không đẹp lắm, không kém nhá. Rồi, và ghi xong cái này chúng ta phải có đơn vị. X, Y nó là giá tiền đúng không? Thì mình để ý những cái số này, ví dụ cái số đầu tiên là 25,4 triệu đồng này, 16,7 triệu đồng này. Đó là những đơn vị tiền đấy. Đơn vị tiền của mình sẽ là triệu đồng. Triệu đồng. Ok. Và ở đây em thấy nó có các số thập phân này đúng không? 25,4 này, 16,7 này, nghĩa được quyền là số thập phân. Vậy thì mình chỉ cần ghi là điều kiện của nó x, y lớn hơn không thôi, chứ không cần phải ghi thuộc n là sao. Được chưa? Rồi, ok. Đọc câu đầu tiên này. Giá niêm yết của tủ lạnh và máy giặt có tổng là 25,4 triệu. Gặp chữ tổng hay là cả hai thì có ngay cái phương trình, đó chính là phép cộng. Rồi, vậy thì phương trình đầu tiên chắc chắn là bạn nào cũng phải biết, đó chính là tổng số tiền của tủ lạnh và máy giặt là 25 triệu. Thì mình sẽ có x cộng y bằng 25 triệu. À, đây là 25,4 triệu. Ok. Thì mình sẽ ghi ra cái câu nào nó có cái chữ 25,4 triệu đồng. Đây, mình sẽ ghi cả câu này ra. Giá niêm yết của tủ lạnh và máy giặt có tổng là 25,4 triệu đồng. Nên ta có phương trình. Đấy, trình bày phải ghi rõ như vậy nhá. Rồi, giá niêm yết của một chiếc tủ lạnh và một chiếc máy giặt có tổng này đấy. Thấy chữ tổng, biết ngay x cộng y bằng 25,4 triệu. Và nhớ là cái lưu ý đầu tiên anh có nói với các em đấy, tua lại phần đầu, thì khi mà mình có kiểu x cộng y bằng 25,4, nghĩa là cả hai thằng này cộng với nhau mới bằng 25,4, đúng chưa? Thì điều kiện phải bổ sung cái gì? Điều kiện mình sẽ phải bổ sung là x và y nó phải bé hơn 25,4, bởi vì cả hai thằng này cộng với nhau nó mới bằng 25,4. Vậy thì phải bổ sung thêm cái điều kiện chỗ này là x và y bé hơn 25,4. Đấy, vừa lớn hơn không mà vừa bé hơn 25,4. Vậy thì mình sẽ ghi đầy đủ là không đứng đầu tiên này, sau đó nhỏ hơn x và y này, rồi cuối cùng là nhỏ hơn 25,4. Đấy, ghi đầy đủ điều kiện như này không bao giờ bị trừ điểm. Tuyệt vời chưa? Rồi, tiếp tục nào. Tuy nhiên trong dịp này tủ lạnh giảm 40%. Rồi, máy giặt giảm 25%.
Vậy thì cô Liên chỉ mua hai mặt hàng trên với tổng số tiền là 16,77. Thì em để ý cái số 16,77. Cái số tiền 16,77 này là số tiền được giảm giá tủ lạnh. Hai 16,77 này là cái số tiền cuối cùng sau khi giảm giá để cô Liên mua. Số tiền nào? 16,77 là số tiền giảm. Hay 16,77 là cái số tiền cuối cùng sau khi giảm giá để cô Liên mua với giá đấy. Chắc chắn nó sẽ là cái số tiền cuối cùng sau khi giảm giá rồi. Đúng chưa? Vậy thì mình phải tính cái gì? Tính cái số tiền tủ lạnh giảm giá sau khi cuối cùng là bao nhiêu, đúng không? Sau khi giảm giá là bao nhiêu? Và số tiền của máy giặt sau khi giảm giá là bao nhiêu? Ok. Rồi, mình sẽ đi tính nhá. Nào, số tiền này của máy giặt sau khi giảm giá nhá, nghĩa là số tiền của máy giặt sau cùng đấy. Rồi, máy giặt giảm 25%, mình làm máy giặt trước. Ok, ở đây chúng ta sẽ lưu ý từ giảm này. Giảm thì sẽ là phép trừ, đúng không nào? Ở đây chúng ta để ý nhá, đây. Giảm này, phép trừ này. Mình sẽ lấy giá ban đầu trừ đi số tiền giảm để ra được cái giá cuối cùng. Thì ở đây giá ban đầu của máy giặt là gì? Giá ban đầu của máy giặt là Y. Được chưa nào? Giá ban đầu máy giặt là Y trừ đi cái giá giảm. Giá giảm nó giảm bao nhiêu phần trăm? Giảm bao nhiêu nhờ? Máy giặt giảm 25%. Vậy là giảm đi Y nhân cho 25%. Đấy. Thì đây chính là cái số tiền sau khi giảm 25%. Lưu ý nhé. Chứ không phải là mỗi Y nhân 25% đâu. Y nhân 25% nó là gì? Y nhân 25% nó chỉ là cái giá giảm thôi. Còn cái giá cuối cùng sau khi giảm, được chưa? Thì sẽ là Y trừ đi Y nhân 25%. Rồi, lưu ý như vậy. Và cái số 25% này các bạn bấm máy ra. Bấm 25% là bao nhiêu? Là 0,25, được chưa nào? Nó sẽ bằng Y trừ đi Y nhân 0,25, nghĩa là 0,25Y đấy. Rồi, ở đây là 1Y này. Ở đây là 0,25Y này. Mình sẽ lấy 1 trừ đi 0,25 là còn bao nhiêu Y thôi? Còn 0,75Y nhá. 0,75Y. Đơn vị là gì? Đơn vị là triệu đồng. Ok. Đơn vị là triệu đồng. Rồi, ok. Ở đây các bạn có thể ghi thêm đơn vị là 25,4, đơn vị là triệu đồng. Nhá, tất cả những cái số này đều có đơn vị hết. Tiếp tục, tủ lạnh giảm 40%, thế thế nào? Thế mình sẽ tính được cái số tiền của tủ lạnh sau khi giảm giá này. Rồi, số tiền ban đầu tủ lạnh là bao nhiêu? Ban đầu tủ lạnh đấy là giá niêm yết đấy. Ban đầu tủ lạnh có giá là x. Giảm bao nhiêu? Giảm 40%, hiểu nghĩa là x nhân với 40%. Và đây nó giảm thì mình sẽ dùng phép trừ. Được không? X trừ đi x nhân 40%. Thì ở đây chúng ta sẽ bấm máy cái 40% này ra. 40% bấm máy ra nó là bao nhiêu nhỉ? 0,4, đúng không nào? X trừ đi 0,4x. Rồi, một cái kẹo trừ đi 0,4 cái kẹo thì mình sẽ lấy 1 trừ đi 0,4 thì còn 0,6x thôi. Đơn vị là triệu đồng. Ok. Và cô Liên mua hai mặt hàng trên với tổng, lại chữ tổng, các em thấy không? Tổng là 16,77. Nghĩa là tổng số tiền sau khi giảm giá là 16,77. Nghĩa là hai thằng này sau khi giảm giá là mình cộng với nhau nó sẽ ra được 16,77 và mình sẽ có phương trình thứ hai. Đấy, có hai phương trình thì mình sẽ tìm được x và y thôi. Rồi mình sẽ ghi là tổng số tiền cô Liên mua hai mặt hàng là 16,77, chứ mình sẽ ghi lại hết cái câu ra.
Cô Liên này mua hai mặt hàng với tổng số tiền là 16,7. Rồi, nên là ta có phương trình. Ok, tổng số tiền sau khi giảm là 16,77. Vậy thì mình sẽ lấy cái số tiền sau khi giảm của máy giặt cộng với số tiền sau khi giảm của tivi. Ở đây mình sẽ ghi x trước nhá. Nãy anh làm hơi ngược đấy, mình phải ghi x trước. Rồi, cộng với số tiền của máy giặt 0,75y bằng tổng số tiền là 16,77. Ok, đơn vị là triệu đồng. Được chưa nào? Đây là phương trình số 1. Đây là phương trình số 2. Thì từ phương trình số 1 này, từ 1 và 2, ta sẽ có hệ phương trình. Đây. Thấy chưa? Từ 1 và 2 ta có hệ phương trình này. Hệ phương trình của mình sẽ là gì đây? X cộng y bằng 25,4 và gì? 0,6x cộng 0,75y bằng 16,77. Rồi, sẽ có nhiều nơi bắt em phải giải cái hệ phương trình này. Tuy nhiên thì ở đây chúng ta sẽ đi bằng máy nhá. Chúng ta sẽ đi bằng máy, được chưa? Chúng ta sẽ không giải cái hệ này. Thì bấm máy cũng rất là dễ thôi, các bạn biết bấm máy hết cái hệ này chưa? Menu này, 9 này, 1 này, 2 này, được chưa nào? Đầu tiên là x, y, rồi 25,4 thì mình sẽ làm 1 này. Rồi 1 này, bằng này. Rồi 25,4 này. Rồi ở dưới là gì? Ở dưới là 0,6x, 0,75y, 16,77. 0,6 này. Rồi 0,75 này. Rồi 16,77 này. Ok, chúng ta sẽ ra được x bằng 15,2. Mình sẽ ghi là giải hệ phương trình. Rồi ta được x bằng 15,2 và y bằng 10,2, được chưa? Hai cái này đơn vị của nó đều là triệu đồng nhá, nhớ ghi đơn vị vào, đơn vị đều là triệu đồng. Và mình phải nhớ so với điều kiện là hai thằng này có thỏa mãn điều kiện không. Có nhé, tụi nó sẽ thỏa mãn cái điều kiện TM là thỏa mãn, được chưa? Rồi, và mình sẽ kết luận đầy đủ x là cái gì. X là giá niêm yết của tủ lạnh và mình sẽ kết luận y chang vậy, thay chữ gọi này chữ vậy này. Vậy giá niêm yết của tủ lạnh là 15,2 triệu, giá niêm yết của máy giặt là 10,2 triệu. Ok, kết luận nhá. Vậy giá niêm yết này của thằng nào? Tủ lạnh. Đấy, tivi tủ lạnh này là bao nhiêu? Là 15,2 triệu. Rồi, tương tự như vậy, giá niêm yết của máy giặt hết bảng luôn rồi đến này, nó sẽ là 10,2 triệu. Đấy, được chưa nào? Các em sẽ kết luận thay chữ gọi này thành chữ vậy. Rồi giá niêm yết của tủ lạnh là thay chữ x thành cái số điền vào đây. Thế thôi, rất là dễ đúng không nào? Thì sau khi chúng ta hoàn thành xong một bài thì chắc chắn là anh tin các em sẽ có kinh nghiệm để luyện tập những cái bài tiếp theo. Ok, rồi chúng ta sẽ cùng nhau tới cái bài tiếp theo nhé. Năm ngoái, hai đơn vị sản xuất nông nghiệp thu hoạch được 3.600 tấn thóc. Ok, nghĩa là một cái năm ngoái đấy có hai đơn vị, nhưng ở đây có hai đơn vị sản xuất cùng nhau được 3.600 tấn. Ok, năm nay hai đơn vị này cũng là hai đơn vị này nhưng mà tụi nó đã thu hoạch được 4.095 tấn. Ồ, có vẻ năm nay tiến bộ hơn năm ngoái đúng chưa? Hỏi năm nay mỗi đơn vị thu hoạch được bao nhiêu tấn? Biết rằng năm nay đơn vị thứ nhất vượt mức 15%,
đơn vị thứ hai vượt mức 12% so với năm ngoái. Rồi, đây là một cái bài cực kỳ khắc chế những cái bạn nào mất gốc. Những bạn nào mất gốc làm câu này cứ thấy đề hỏi gì gọi cái đấy thì rất là dễ đi, như thế nào? Rất là dễ đi luôn. Ok, anh sẽ lý giải vì sao như vậy. Thường thì đề hỏi gì mình sẽ gọi đấy thôi. Tuy nhiên sẽ có một vài bài nó gài các em. Rồi, nếu là một tư duy của học sinh bình thường nha, thì các bạn sẽ như này. Đề hỏi là năm nay mỗi đơn vị thu hoạch được bao nhiêu tấn, đúng không? Thì mình sẽ gọi là gọi số tấn thóc. Số tấn thóc này thu hoạch được của mỗi đơn vị, đây có hai đơn vị là đơn vị nào? Đơn vị thứ nhất và đơn vị thứ hai. Vậy thì mình sẽ gọi số tấn thóc thu hoạch được của đơn vị thứ nhất là x. Gọi số tấn thóc thu hoạch của đơn vị thứ nhất trong năm nay, được chưa? Năm nay đề hỏi trong năm nay mà là x. Rồi số tấn thóc thu hoạch được của đơn vị thứ hai trong năm nay là y. Đấy, ví dụ em gọi như vậy đi. Thì tí nữa em làm nha, một chút nữa em làm, em sẽ thấy là biết rằng năm nay này, đọc cái câu cuối này, biết rằng năm nay đơn vị thứ nhất vượt mức 15% so với năm ngoái, đơn vị thứ hai vượt mức 12% so với năm ngoái. Vượt mức là gì? Thứ nhất, dịch cho anh từ vượt mức. Vượt mức là tăng hay giảm? Anh chỉ cần biết vượt mức là tăng hay giảm thôi. Vượt mức là tăng, đúng chưa nào? Tăng, tăng là mình sẽ dùng phép cộng. Ok, để vượt mức là tăng. Tăng thì giống như là tăng giá vậy đó, mình sẽ dùng phép cộng. Thì ở đây mình sẽ có giá ban đầu. Đây mình theo cái bảng phần trăm thì nó sẽ là giá ban đầu rồi tới cái giá cuối. Đúng không? Thì theo mình hiểu thì ở đây phải là năm ngoái. Năm ngoái này. Xong rồi mới tới vượt mức, xong rồi mới tới năm nay. Đúng chưa? Đấy, thế bây giờ em mà gọi giá năm nay là x, nghĩa là em gọi cái giá này là x. Vượt mức bao nhiêu? Vượt mức 15%. Thì em tính cái giá năm ngoái kiểu gì? Khó, đúng không? Không phải là không tính được, nhưng mà khó, rất khó, đúng không? Rất khó cho các bạn tưởng tượng, nhất là những bạn mất gốc, tưởng tượng cực kỳ khó. Rồi, thấy chưa? Mình phải có cái thằng ban đầu, mình nhân với phần trăm, sau đó mình lấy thằng ban đầu cộng với phần trăm thì mới ra được cái giá sau. Nhưng mà tự nhiên bây giờ em lại gọi cái giá lúc sau là x, thì em tìm cái giá ban đầu là gì? Nó bị ngược. Đúng chưa? Nó bị ngược. Đấy. Vậy thì bài này chúng ta phải hiểu rõ bản chất của vấn đề là thằng vượt mức là thằng năm nay, còn thằng ban đầu là năm ngoái. Nên chúng ta phải gọi x và y là những cái giá trị của năm ngoái. Thì khi đó năm nay chúng ta mới tính được rất là dễ. Vượt mức đúng không? Thì mình chỉ cần lấy cái ban đầu này cộng cho này, vượt mức là cộng, cộng cho cái giá vượt mức, đúng chưa? Cộng cho cái số lượng vượt mức là x nhân cho 15%. Đấy. Đấy thì chúng ta mới làm được một cách nó dễ dàng. Được không nào? Đấy, chứ còn một vài bạn thì gọi x là năm nay. Thì tí nữa làm sao tính được cái giá năm ngoái? Tính kiểu gì? Em sẽ phải lấy gì? Phải lấy x chia cho nhỉ, chia cho 115% và lý giải cái điều đó rất là khó nhá. X chia cho 115% và lý giải cái đó là nếu các bạn không biết lý giải coi như toang, coi như thua. Đấy, còn nếu các bạn biết hình dung được cái nào là giá ban đầu, cái ban đầu là cái ít hơn đấy, cái năm ngoái đấy, cái vượt mức là cái phần trăm tăng, cái giá cuối cùng là cái năm nay, thì bạn làm như này có phải mượt đâu, đúng không? Vậy thì mình sẽ không thể nào mà gọi giá năm nay là x được, thay thành là gì? Năm ngoái là x, được chưa? Tuy là đề nó hỏi giá năm nay nhưng mình phải hiểu bản chất là phải gọi thằng năm ngoái, bởi vì trong cái bài toán này thằng năm ngoái nó chính là cái giá ban đầu. Ok, được chưa? Cái năm ngoái là giá ban đầu, vượt mức là phần trăm tăng, cuối cùng thì ra được cái giá năm nay.
Đấy, hình dung kỹ cho anh chỗ này nhá. Rất nhiều bạn sai câu này luôn. Rất nhiều bạn sai câu này luôn nhá. Lên lớp các em học sai cực kỳ nhiều. Rồi, vậy là X và Y phải là cái gì nhỉ? Số tấn thóc năm ngoái. Nhớ, cẩn thận giúp anh. Nhìn thì có vẻ dễ thôi, nhưng mà dễ sai đấy, không phải dễ đúng đâu. Đơn vị tụi nó là gì? Nhìn những số 3.600 tấn thóc này, 4.095 tấn thóc này, vậy đơn vị là tấn thóc. Ok, điều kiện thì sao? Lẻ được không? Tấn thóc có lẻ được không? Lẻ bình thường đúng không? 10.2 tấn lẻ là bình thường. Lẻ là chuyện hết sức bình thường luôn. XY lớn không? Cứ ghi như này trước đã nhá, tí nữa mình sửa sau. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ xem nào. Mối liên hệ giữa X và Y là gì? Số tấn thóc năm ngoái của đội 1 là X, số tấn thóc năm ngoái của đội 2 là Y. Và đây có chữ tổng này. Có chữ tổng không? Không có à, nhưng mà nó có cái câu là năm nay. À, năm ngoái này, câu đầu tiên này. Năm ngoái hai đơn vị sản xuất nông nghiệp thu hoạch 3.600 tấn thóc. Nghĩa là cả hai thằng này năm ngoái thu hoạch được 3.600 tấn thóc. Vậy thì chúng ta sẽ có phương trình đầu tiên, đó là cả hai thằng này thu hoạch được 3.600. Vậy sẽ là X cộng Y bằng 3.600, được không nào? Mình sẽ ghi lại cái câu ra là năm ngoái này. Năm ngoái hai đơn vị sản xuất thu hoạch 3.600 tấn thóc. Rồi, nên là ta có phương trình. Phương trình của mình đầu tiên sẽ là X cộng Y bằng 3.600 nhá. Đơn vị là tấn thóc. Và khi mà mình ghi xong phương trình thì em phải cho nó cái số 1 vào. Để tí nữa mình từ 1 và 2 ta có hệ phương trình nhá. Tiếp tục này. Bây giờ năm nay đơn vị thứ nhất vượt mức 15%. Vượt mức 15% thì mình sẽ có thể tính được cái số lượng thóc cuối cùng năm nay làm được là bao nhiêu không? Có đúng không nào? Mình sẽ tính cái số lượng thóc mà năm nay đơn vị thứ nhất làm được là, được chưa? Năm nay này, giờ tới năm nay này. Đấy, các em chú ý nhá, bài này có năm ngoái năm nay. Năm nay thì đơn vị 1 sẽ thu hoạch được là bao nhiêu? Rồi, là bao nhiêu nhỉ? Nó vượt mức 15%. Vậy thì chúng ta sẽ lấy gì? X là cái năm ngoái này, cộng với số vượt mức là cộng với cái số tăng này, là cộng với cái lợi tăng là bao nhiêu? X nhân cho 15%. Rồi, các em nhớ đổi 15% ra là số thập phân. Thì 15% nó là 0,15, được chưa? Đổi thằng này, bấm máy thằng này ra, 15% đó là 0,15. Nghĩa là x cộng cho x nhân cho 0,15. Thì các em sẽ ghi là 0,15x cho chuyên nghiệp nhé. Rồi, ở đây x đúng một mình. Mình hiểu nó là 1x. 1x cộng 0,15x thì nó là 1,15x. Đơn vị là tấn thóc. Tấn thôi được rồi. Tiếp tục y chang như vậy. Năm nay đơn vị 2 thu hoạch là bao nhiêu? Đơn vị 2 nhá. Y đơn vị 2 vượt mức bao nhiêu nhỉ? Vượt mức 12% sẽ là y cộng cho y nhân cho 12%. Sẽ bằng đổi 12% ra được chưa nào? Là 0,12y. Sẽ là 1,12y. Ok. Rồi, và mình sẽ lại có câu là vì gì nhỉ? Vì năm nay hai đơn vị thu hoạch tổng 4.095. Được chưa? Để có phép cộng giữa hai thằng này này. Năm nay thu hoạch được tổng là bao nhiêu? Tổng là 4.095 tấn, nên ta có phương trình.
Đấy, sẽ ghi câu ra nhá. Hai đơn vị gì nào? Thu hoạch 4095. 4095 tấn. Nên ta có phương trình. Rồi, cộng hai em này lại. 1,15 cộng cho 1,12 y, thấy chưa? 1,15x cộng 1,12y bằng 4095. Rồi, đơn vị là tấn. Ký hiệu số 2. Từ phương trình 1 và phương trình 2, ta sẽ có hệ phương trình. Và chúng ta cũng sẽ tiến hành bấm máy nhé, chứ không có giải đâu. Giải cái này là từ bài trước rồi, được không? Và anh thấy là đa số nếu mà thầy cô mà có tâm tí là sẽ bắt kem bấm thôi, bởi vì số này nó quá là to đúng không? Giải tay những số này thực ra cũng giải được không? Nhưng mà số to này giải nó mất thời gian các em. Từ 1 và 2 ta có hệ phương trình. Với cả em thấy để ý sẽ giáo khoa đi, nó còn dạy em cả phần bấm máy. Không phải ngẫu nhiên nó dạy em cả bấm máy đâu. Để cho em bấm máy những cái bài như này đấy. Rồi, x cộng y bằng 3600 này. Và gì đây? 1,15x cộng cho 1,12y bằng 4095. Đấy, các em thử bấm xem ra x y bao nhiêu nhá. Em sẽ ghi một câu là giải hệ phương trình. Đấy, giải, em ghi là giải hệ phương trình ta được. Nhưng mà thực ra là em bấm hệ phương trình ta được. Giải hệ phương trình ta được, nhưng thực ra là em bấm hệ phương trình ta được nhá. Rất là đẹp. 1,13,600 này. 1,15, 1,12 em điền 1,15 vào, 1,12 vào, 4,095 vào, bụp, 2,100 và bao nhiêu? 1,500. X bằng 2,100, y bằng 1,500. Ok, đơn vị là tấn và chắc chắn là nó thỏa mãn điều kiện. Rồi ở đây lại quên rồi, suýt quên. Chỗ này có x cộng y bằng 3,600 đúng không nào? Vậy thì điều kiện đầy đủ của mình phải là gì? Đấy, lần sau ghi từ đầu đi, không lại cứ quên chết. Điều kiện của mình sẽ là x y sẽ đi từ 0 cho tới bao nhiêu? 3,600 nhá. Bởi vì là hai thằng này x cộng y là bằng 3,600 nên là từng đứa phải nhỏ hơn 3,600. Xong chưa? Kết luận. Vậy số tấn thóc thu hoạch năm ngoái là 2,100, số tấn thóc thu hoạch năm ngoái của đội 2 là 1,500. Như vậy hả? Nếu mà các em kết luận như vậy thì anh chỉ có một câu dành tặng cho các em thôi. Đó là non ơi là non thôi. Nhớ, rất non. Vì sao? Đề có hỏi là số tấn thóc thu hoạch năm ngoái đâu. Đúng chưa? Đề hỏi là gì? Số tấn thóc thu hoạch năm nay. Điểm nhá. Rồi cái này là mình tính ra số tấn thóc thu hoạch năm ngoái này. Nhưng mà đề hỏi năm nay cơ. Để anh em cóc ạ. Non lắm. Thì chưa nào, đề lừa một tí đấy. Vậy thì khi mà em giải xong tới đây này là hết bảng rồi. Hết bảng rồi thì mình sẽ ghi tiếp ở đâu nhỉ? Ghi tiếp ở trên này nhá. Rồi ghi tiếp lên trên này nhá. Mình sẽ phải tính cái gì? Số tấn thóc thu hoạch của năm nay. Được chưa? Đây. Chỗ này chính là số tấn thóc thu hoạch năm nay này. Đấy, em sẽ thay cái số 2,100 vào đây. Sẽ lấy 2,100 cộng với 2,100 nhân với 15%. Năm nay đơn vị 1 thu hoạch là đây. Chính là số tấn thóc thu hoạch của đơn vị 1 năm nay. Rồi, tính nhá. Phải tính thêm dòng nữa đấy. Năm nay đội 1 thu hoạch được. Rồi, hai chấm này. Thay vào x cộng cho x nhân 15%. Ở đây x là 2,100 nhá. 2,100 cộng cho 2,100 nhân cho 15%. Rồi bằng bao nhiêu đây? Bấm máy giúp anh được không? Có bấm được không? Hay là lại ngồi há mồm ra được chưa? Đợi anh bấm. Biết ngay mà đợi anh bấm chắc luôn. 2,4,1,5, mấy đứa lười lắm. Rất lười luôn. Không sao,
nhá, các em ngồi xem là được rồi, hiểu bài là ok rồi. Năm nay đội 2 thu hoạch được bao nhiêu nhở? Thay vào thằng Y này, Y là 1.500, em thay vào đây 1.500 cộng cho 1.500 nhân cho 12%. Đấy, cộng cho 1.500 nhân cho 12%. Bao nhiêu nhở? Bao nhiêu cho tới ngày mai nhỉ? Sao ngày hôm nay lại trôi quá dài à? 1.680, ok, 1.680. Rồi mình nhớ kết luận nhá, tính ngày xong các phải kết luận nữa đấy. Vậy này, vậy đội 1 thu hoạch được 2.415 tấn thóc, đội 2 thu hoạch được 1.680 tấn thóc. Đấy, các em sẽ tự kết luận cho anh. Được chưa nào? Và nhớ lưu ý những cái gì? Thứ nhất, cái điều kiện này không được thiếu, thiếu trừ điểm. Cái thứ hai, cái chữ tò mò này, chữ thỏa mãn, thiếu trừ điểm. Rồi, cái thứ ba, đó là những cái đơn vị ở đây, thiếu trừ điểm. Rất nhiều chỗ trừ điểm với em, nên các em phải lưu ý cho kỹ, thật kỹ, chưa? Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau tới một cái ví dụ nữa nhé. Chưa xong đâu. Nếu mà gài chỉ như đó thôi thì vẫn chưa đủ cho các giáo viên người ta phê đâu. Người ta gài nhiều lắm. Ví dụ câu tiếp theo này. Những câu này đều trong sách giáo khoa nhé. Nên là các em có nói là những câu này, những câu đánh đố thì không phải đâu. Toàn là những câu trong sách giáo khoa thôi. Sách giáo khoa thôi đã khó như này rồi. Thực ra cũng chả khó nếu mà chúng ta hiểu rõ bản chất về phần trăm. Thì tất cả những câu này đều là những câu cho điểm, được chưa? Nhưng mà quan trọng các bạn phải chăm chỉ luyện tập thì chúng ta mới hiểu cái bản chất. Rồi ok, chúng ta sẽ vào câu tiếp theo. Bé Phương chia số tiền 800 triệu cho hai khoản đầu tư. Rồi bác Phương là làm gì mà giàu thế nhở? MrBeat Việt Nam à? Sau 1 năm tổng số tiền lãi thu được là 54 triệu. Lãi suất cho khoản đầu tư thứ nhất là 6%, lãi suất cho khoản đầu tư thứ hai là 8%. Tính số tiền bác Phương đầu tư cho mỗi khoản. Rồi ở đây tính số tiền bác ấy đầu tư cho mỗi khoản, đúng không? Tính số tiền đầu tư cho mỗi khoản, mỗi khoản, mỗi khoản là có bao nhiêu khoản? Ở đây mình đọc là có hai khoản, đúng không? Khoản thứ nhất 6%, khoản thứ hai 8%. Vậy thì có hai khoản. Đề hỏi gì mình sẽ gọi đấy, ok, bài này đề hỏi gì gọi đấy thôi. Mình sẽ gọi số tiền bác Phương đầu tư cho mỗi khoản là X và Y, được chưa nào? Rồi, gọi này, số tiền này, bác Phương này, đầu tư cho khoản 1, đầu tư cho khoản thứ nhất là X, nhá. Đầu tư cho khoản thứ nhất là X. Thứ nhất là x này đấy. Bác Phương đầu tư cho khoản thứ hai là y. Rồi. Và số tiền thì chắc là đơn vị là triệu đồng nhá, các em nhìn vào những số 800 triệu đồng. Rồi là 54 triệu đồng thì đơn vị của mình sẽ là triệu đồng giúp anh. Chờ đồng, triệu đồng. Và x y lớn không? Để cho tiền nó là số lẻ được các em nhá. X, Y lớn hơn 0 và bé hơn bao nhiêu nữa, ghi ra luôn đi không lại quên. Đầu tiên là tổng là 800 triệu đúng không nào? Đấy, tổng tất cả đây dịch nghĩa bài này cho em này. Đầu tiên là có một cục 800. Đấy, chia ra hai khoản bé xíu như này, đem đi đầu tư, được chưa? Khoản X, khoản Y đem đi đầu tư. Thầy đầu tư lãi bao nhiêu? Lãi 6%. Úi giời ơi, ngon. Thằng này đầu tư lãi bao nhiêu? Lãi 8%, úi giời. Đầu tư này lãi thì có hơi ít nhờ. Phải mình vào mấy bộ môn kia lãi 80 lần cơ. Đấy, các em biết những bộ môn nào lãi 80 lần không? Gấp 80 lần không? Có bài bạn biết những cái bộ môn mà lãi gấp 80 lần đấy. Cẩn thận nhá, vào người đây mất hết rồi nhá. Rồi ok, thì ở đây người ta chỉ nói là lãi 6% hay 8% thôi. Còn làm gì thì mình không có biết. Đấy. Đáng lẽ nó phải chia sẻ cho mình để mình biết mình đầu tư giống, đúng không? Rồi,
Vậy thì ở đây chúng ta quay trở lại bài toán đi. Thì chúng ta sẽ thấy là 800 triệu này chia cho hai khoản đầu tư. Vậy có nghĩa là tổng số tiền của hai khoản đầu tư này là 800 triệu. Đúng nè, đấy. Ví dụ như là có 8 triệu, anh bỏ ra 300 triệu để anh đầu tư vào cửa ngân hàng. Anh bỏ ra 500 triệu để anh đi mua vàng. Đấy, xong rồi hai thằng nó cứ lãi tăng lên thôi. Đấy gọi là chia tiền ra để đi đầu tư đấy. Các em hình dung được không? Nghĩa là tổng số tiền của X và Y sẽ là 800 triệu. Rồi, vậy khi mà X cộng Y bằng 800 thì mình sẽ có là X và Y nhỏ hơn 800. Đấy, cái lưu ý nhá. Rồi, chúng ta sẽ ghi luôn cái phương trình đầu tiên của chúng ta đi. Ghi luôn phương trình đầu tiên là gì nào? Vì gì? Vì bác Phương chia 800 triệu đồng cho hai khoản đầu tư nên ta có phương trình. Ok, bác Phương chia 800 triệu này cho hai khoản đầu tư nên ta có phương trình. Phương trình của mình sẽ là x cộng y bằng 800. Ok, đơn vị là triệu đồng. Và mình sẽ ký hiệu số 1 ở đây nhé. Chỗ này nên quan trọng này. Sau 1 năm bác lãi 54 triệu. Các em phải để ý cực kỳ kỹ cái chỗ 54 triệu ở giúp anh. Lãi 54 triệu. Lãi 54 triệu có nghĩa đây là số tiền trong cột này. Chắc chắn không phải số tiền ban đầu rồi. Số tiền ban đầu là x với y, đúng không? Và lãi, thứ nhất lãi là tăng. Lãi là phải tăng giá tiền lên, là phải cộng rồi đấy, đúng chưa? Có phải số tiền lãi 54 triệu này là cái số tiền cuối cùng bác nhận được không? Có phải sau tất cả bác ấy nhận được 54 triệu không? Không, đúng chưa? Bác đấy gửi vào bao nhiêu? Bác đấy gửi vào 800, mà sau tất cả bác ấy được 8 à sau tất cả bác ấy được có 54 triệu thì hóa ra bác bị cướp à? Đúng chưa nào? Bác ấy gửi ban đầu là 800 để đi đầu tư, mà cuối cùng bác ấy nhận được có 54 triệu thì khác gì bác bị cướp đâu, đúng không? Ở đây là bác ấy lãi 54 triệu. Vậy đây là số tiền lãi. Số tiền bác ấy như nào? Số tiền bác ấy được tăng thêm. Em hiểu không? Cái 54 triệu này là cái số tiền bác ấy được tăng thêm. Đấy. Vậy 54 triệu nó phải là cái số tiền đấy cột này. Đấy. Nó là cái số tiền bác ấy được tăng thêm. Đúng chưa? Vậy thì chúng ta sẽ không làm theo kiểu là giá cuối cùng nữa. Mà bài này chúng ta chỉ cần đơn giản cái phương trình thứ hai là gì thôi. Chúng ta chỉ cần đơn giản cái phương trình thứ hai sẽ là thằng thứ nhất lãi bao nhiêu? Thằng thứ nhất lãi 6% thì sẽ là x nhân cho 6%. Thằng thứ hai lãi bao nhiêu? Lãi 8% thì sẽ là y nhân cho 8%. Và tổng số tiền lãi là bao nhiêu? Tổng số tiền lãi là 54 triệu. Thì mình sẽ bằng 54 vào đây luôn nhá. Bằng 54 vào đây luôn. Thì đây chính là tổng số tiền lãi bác ấy được. Ok không? Nó khác với hai bài trước là gì? Hai bài trước là cái số tiền cuối cùng bác ấy nhận được. Được chưa? Còn đây 54 này nó là số tiền lãi bác ấy nhận được. Đấy. Đấy là cái sự khác biệt mà các em phải cực kỳ chú ý giữa cái giá tăng giảm và cái giá cuối cùng, các em phải phân biệt được nó là chỗ đấy nhá. Rồi, thế còn nếu mà các em làm theo kiểu là x cộng cho x nhân 6%, làm theo kiểu ngày xưa đấy. À, đây là cái giá cuối cùng bác nhận được, đúng không? Hay là y cộng cho y nhân cho 8%, đây là cái giá cuối cùng bác nhận được. Thì tổng hai thằng cuối cùng bác nhận được phải là bao nhiêu? Bác có ban đầu là 800, bác lãi 54. Vậy thì cuối cùng bác phải có là 854 triệu. Đấy, các em hình dung được không? Nghĩa là mình sẽ được làm một trong hai cách. Đây là cách thứ nhất,
Và đây là cách thứ hai nếu mà mình làm theo kiểu là giá cuối cùng. Còn đây là mình hiểu bản chất, là mình hiểu 54 triệu này nó là cái giá gì? Cái giá lãi, cái giá nó tăng, cái số tiền bác ấy tăng thêm. Ok, hiểu không nhở? Phải hiểu nhá. Hiểu rõ cho anh cái nào là số tiền tăng thêm và cái nào nó là số tiền cuối cùng sau khi tăng. Đấy, chứ không là loạn cào cào lên là anh cũng nể luôn. Ok, rồi mình sẽ chỉ cần ghi là gì nào. Vì tổng số tiền lãi bác thu được là 54 triệu nên ta có phương trình nhá. Nào, mình chỉ ghi là gì thôi. Vì lãi suất cho khoản thứ nhất là 6% này. Vì lãi suất cho khoản 1 là 6%. Rồi lãi suất cho khoản thứ hai là bao nhiêu nhỉ? Khoản 2 là 8%. Gì nữa? Tổng số tiền lãi là 54 triệu. Ghi thêm cả cái số, ghi thêm cả cái câu mà có 54 triệu nhé. Em sẽ ghi câu nào mà nó có 6% này, ghi câu nào nó có 8% này, ghi câu nào nó có 54 triệu ra. Tổng số tiền lãi 54 triệu. Tổng số tiền lãi là 54 triệu. Ok, nên ta có phương trình. Phương trình của mình sẽ là số tiền lãi x nhân 6%, số tiền lãi của thằng thứ nhất cộng với số tiền lãi của thằng thứ hai bằng 54 triệu, chính là cái thằng này. Tổng số tiền tăng, được chưa, chứ không phải là cái số tiền cuối cùng nhá. Đây là số tiền tăng, 54 triệu là số tiền tăng nhá. Chứ số tiền cuối cùng phải là bao nhiêu? Phải là 854. Ở đây 54 chỉ là số tiền tăng thôi. Ok, rồi. Và chúng ta sẽ giải cái hệ này rất là dễ thôi. Từ 1 và 2 ta có hệ phương trình. Hệ phương trình của mình sẽ là gì đây? X cộng Y bằng 800. Và 6% mình đổi số thập phân giúp anh nhá. 0,06x. Đấy. 8% đổi số thập phân giúp anh là 0,08y bằng 54. Để các em giải bấm máy nhá. Giải hệ phương trình ta được. Đấy, thực ra là bấm ấy. Ta được cái gì? X bằng bao nhiêu, Y bằng bao nhiêu. Ok, thì mình sẽ đi tiến hành bấm máy nhá. 1912 này, 0,06, 0,08, 54. Rồi 500 và 300. Ok, thì đây chính là cái số tiền mà bạn đã đầu tư, được chưa? Đúng như ban đầu mình nói, chia thành 500 và 300. Anh dự đoán khúc đầu chuẩn thật đấy. Rồi, kết luận nhá. Vậy, à, thiếu chữ gì? Thỏa mãn. Các em không có chữ thỏa mãn điều kiện là niệm nhá. Thỏa mãn cái điều kiện này này. Được chưa? Rồi, nhớ kết luận. Vậy, gì nào? Số tiền đầu tư cho khoản 1 là 500 triệu. Đây, thiếu đơn vị này. Đó, rất là nhiều chữ thiếu này. Vậy, số tiền bác Phương đầu tư cho khoản 1 là 500 triệu đồng. Rồi, số tiền mà bác Phương đầu tư cho khoản thứ hai là 300 triệu đồng. Ok. Và đây cũng chính là cái cách làm. Nó rất là dễ. Ở đây còn một cách khác nữa. Đó chính là ở đây các bạn có thể giải cái hệ phương trình này. Phương trình đầu tiên cũng là x cộng y bằng 800. Ok, nhưng mà cái phương trình thứ hai bạn làm theo kiểu tư duy là giá cuối. Có nghĩa là x cộng với x nhân cho 6% thì mình sẽ hiểu là x nhân cho 1,06 ấy. Rồi tương tự như vậy là y nhân cho 1,08 thì mình sẽ có phương trình thứ hai là 1,06x cộng 1,06y
tổng số tiền nó bằng bao nhiêu? 854 triệu. Thì đây là cái số tiền sau cùng bạn nhận được. Còn đây mình chỉ có 8%, 6% x, 8% y là cái số tiền này, số tiền lãi thôi. Đấy, các bạn hình dung không? Và các bạn thử bấm máy cái hệ này xem, nó cũng ra y chang. Anh thử bấm nhé. 1.06, 1.08 chứ. Sorry các em. 854. Rồi, nó cũng ra luôn x 500, y 300, y chang cái mình làm. Đấy, quan trọng các em phải hiểu được cái tư duy của cái bài toán phần trăm. Thì khi mà các em hiểu rõ cái bản chất đấy rồi thì bất kỳ bài phần trăm nào các em cũng về, không có ngại bất kỳ cái bài nào hết. Ok. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau qua cái dạng thứ hai, đó là cái dạng chuyển động. Những cái bài toán về vận tốc, thời gian và quãng đường. Ok không nào? Thì đây là một phần cũng làm cho các bạn thấy rất là khó khăn. Khó khăn là bởi vì các bạn không thể nào tưởng tượng được cái vận tốc hay là cái quãng đường nó đi như thế nào đấy. Thì gặp những cái bài như này chúng ta phải làm như nào nhỉ? Chúng ta phải có thứ nhất là cái bảng V, T và S. Chúng ta phải vẽ một cái bảng này ra nhé. Nếu bạn chưa làm quen, được chưa? Nếu em chưa làm quen thì chúng ta phải vẽ cái bảng này ra nhé. Thì khi mà chúng ta có cái bảng này ra nhé thì lúc đấy chúng ta mới làm bài một cách nó dễ dàng. Rồi, vẽ một cái bảng ra đủ chưa? Chưa. Mình phải xem là hai xe nó đi cùng chiều hay ngược chiều. Và mình phải vẽ cái quãng đường nó đi ra nháp nữa. Đấy. Có nghĩa là cái nháp của mình phải làm hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên là mình phải tưởng tượng là cái xe nó đi như nào trên quãng đường. Nhiệm vụ thứ hai là mình sẽ phải vẽ cái bảng ra và điền những thông số vào cái bảng để ra cái phương trình. Và để nói cái lý thuyết phần này thì nó sẽ rất là khó chịu. Thế nên là chúng ta sẽ vào bài tập luôn nhé. Ok. Rồi, bài tập nào? Một chiếc xe khách đi từ Hồ Chí Minh đến Cần Thơ, quãng đường là 170 km. Đọc xong câu đầu tiên thì em phải tưởng tượng là một chiếc xe khách từ Hồ Chí Minh cho đến Cần Thơ, quãng đường là 170 km. Đấy, là phải hiểu là có một cái xe khách ở đây. Ok là tiếp tục nào. Sau khi xe khách xuất phát được 1 giờ 40 phút, có nghĩa là xe khách này nó đi được một đoạn hết 1 giờ 40 phút, thì lúc này sao nhở? Lúc này một chiếc xe tải mới bắt đầu từ Cần Thơ về. Đấy, lúc này thằng xe tải bắt đầu từ đây về. Xe tải đi ngược chiều, hai xe đi ngược chiều nhau. Rồi, và hai xe gặp nhau sau 40 phút. Thì lúc này thằng ấy mới bắt đầu đi này. Và tụi nó gặp nhau tại chỗ này. Đấy, tại chỗ này trên quãng đường. Thì chỗ này là sau 40 phút. Ok. Rồi, tính vận tốc của mỗi xe. Biết rằng mỗi giờ xe khách đi nhanh hơn xe tải là 15 km. Ok. Thì đây là cũng là một cái bài toán mà nó khá đơn giản. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ phải tư duy xem nó đi như nào, từ đó điền cái bảng nó như thế nào cho hợp lý. Thì gặp cái bài như này ấy, thì đầu tiên đề hỏi gì thì mình sẽ gọi cái đấy. Đề hỏi là tính vận tốc mỗi xe. Vậy thì chúng ta sẽ gọi vận tốc của mỗi xe. Ở đây có hai xe là xe khách và xe tải, đúng chưa nào? Vậy chúng ta sẽ gọi vận tốc của xe khách là x và vận tốc của xe tải là y. Đấy. Trước tiên là như vậy đã, chưa cần suy nghĩ gì hết. Nhớ, chưa cần phải nghĩ gì nhiều. Gọi vận tốc, ở đây lưu ý nha. Cái từ vận tốc này gây tranh cãi. Bởi vì lên lớp 10 ấy, là các em sẽ học là vận tốc là nó có cả hướng nữa. Nhưng mà tuy nhiên, từ lớp 1 tới lớp 9 thì chúng ta mặc định hiểu vận tốc với tốc độ nó như nhau. Được chưa? Lên lớp 10 thì vận tốc với tốc độ nó sẽ khác nhau, vận tốc có cả hướng. Thì cái việc đó đến lớp 10 không lo nhá. Còn bây giờ đừng có quá là chi tiết đi. Ở đây đề nó cho là vận tốc thì mình sẽ gọi vận tốc nhá. Vận tốc của xe khách là x.
đấy, sẽ không có nhiều bạn bắt bẻ, nhiều bạn học trước cái thứ lớp 10 đấy, bắt bẻ ôi anh ơi tốc độ chứ vận tốc có hướng, cái đấy để lớp 10 lo nhá. Gọi vận tốc của xe khách là x. Ok rồi, và vận tốc của xe tải là y. Ở đây đơn vị của vận tốc là gì? Đơn vị của vận tốc là km/h, luôn luôn nhớ như vậy nhá. Km/h. Rồi, thời gian đơn vị là giờ, quãng đường là km. Và mình sẽ có công thức là vận tốc nhân với thời gian thì sẽ bằng quãng đường. Đấy là công thức chung nhá. Đơn vị là km/h. Ok, điều kiện thì trước mắt thì chưa có gì hết. Chúng ta ghi là x y lớn hơn 0 trước đã. Chưa suy nghĩ gì hết thì mình sẽ ghi y lớn hơn 0. Rồi, sao đây? Khi mà chúng ta gọi xong ấy thì bao giờ mình sẽ điền vào bảng này hai đại lượng đúng không? Một là xe khách, hai là xe tải. Đấy. Chúng ta sẽ điền hai em này vào bảng. Rồi, vận tốc V của xe khách là gì? V của xe tải là gì? Là x, là y. Ok, được chưa? Rồi, tới đây chúng ta sẽ điền tiếp những cái bảng này bằng cách đọc đề nhé. Quãng đường là 170 km. Rất nhiều bạn sẽ điền chỗ này là 170. 170. Nếu em điền như này, sai. Sai, rất sai. Bởi vì sao? Bởi vì trong những bài toán mà hai xe đi ngược chiều nhau thì chúng ta sẽ chỉ xét cái quãng đường từ lúc nó xuất phát cho tới lúc nó gặp nhau thôi. Em hiểu không? Khi mà chúng ta nhé, cố gắng lưu ý cho anh vấn đề này. Khi mà chúng ta gặp những cái bài toán mà hai xe đi ngược chiều nhau và gặp nhau ấy, thì chúng ta sẽ chỉ xét quãng đường hai xe đi từ lúc xuất phát cho tới lúc mà tụi nó gặp nhau. Có nghĩa là chúng ta chỉ xét quãng đường xe khách đi từ đây cho tới đây thôi. Quãng đường xe tải là sẽ chỉ đi từ đâu? Từ đây cho tới đây thôi. Nhưng chứ tụi nó sẽ không đi hết cả quãng đường này đâu. Được chưa? Mình chỉ xét quãng đường xe khách từ lúc xuất phát tới lúc gặp nhau. Và mình sẽ chỉ xét quãng đường xe tải từ lúc xuất phát tới lúc gặp nhau. Thế nên cái đoạn này nó sẽ không thể nào bằng 170 được. Cái đoạn nhỏ này của xe tải nó cũng sẽ không thể nào bằng 170 được nhá. Thế nên chúng ta sẽ không được ghi 170 vào đây đâu. Đấy, đó là lý do mà nhiều bạn bị sai hay là không biết làm những bài toán vận tốc quãng đường ấy. Bởi vì sao? Bởi vì bài ngược chiều nó sẽ khác bài cùng chiều. Bài cùng chiều thì có thể em ghi hết cả quãng đường vào đây, ok. Nhưng mà bài ngược chiều thì mình chỉ xét quãng đường từ xuất phát tới lúc gặp nhau mà thôi. Lưu ý nhá, lưu ý. Rồi, vậy thì làm sao để tính được quãng đường này? Làm sao để tính được quãng đường này? Không điền được quãng đường đúng không? Không điền được. Vậy chúng ta sẽ điền được thời gian. Thời gian, các em xem thời gian nhé. Nào, thời gian cũng thế. Mình sẽ không xét thời gian đi hết quãng đường, mà mình chỉ xét cái thời gian đi từ lúc xuất phát cho tới lúc gặp nhau mà thôi. Thì bây giờ anh hỏi em là phải xe khách này, nó đi từ lúc xuất phát cho tới lúc nó gặp nhau là hết bao nhiêu tiếng? Hết bao nhiêu tiếng? Trả lời. Bao nhiêu? Trả lời. Trả lời. Đấy. Bao nhiêu lô bán 1 tỷ gói mè? Sorry các em nhé. Rồi, quay lại bài toán nào. Đi từ lúc xuất phát tới lúc gặp nhau này. Đọc lại cái đề nhé. Xe khách đầu tiên đi 1 giờ 40 phút thì đi tới đây. Đúng chưa? Sau đó đi tới đây rồi xe tải bắt đầu đi. Cả hai xe đi 40 phút thì gặp nhau ở đây. À, vậy là xe khách ban đầu nó đi trước 1 giờ 40 phút. Sau đó lại đi nhà nữa. Lại đi thêm 40 phút nữa để tới đây. Hình dung được không nhỉ? Hình dung được không?
Đầu tiên xe khách đi 1 giờ 40 phút đi từ đây tới đây. Ok. Sau đó 40 phút nữa đi cùng lúc xe tải, cả hai xe đi 40 phút gặp nhau ở đây. Vậy là tổng thời gian của thằng xe khách đi sẽ là 1 giờ 40 phút cộng với 40 phút. Được chưa? 1 giờ 40 phút cộng cho 40 phút thì nó sẽ ra là 1 giờ 80 phút. 1 giờ 80 phút thì chúng ta đổi sang số thập phân giúp anh. Nhá, các em biết đổi 1 giờ 80 phút thành bao nhiêu không? Thành bao nhiêu giờ không? Đây, các em nhập vào máy như này nhá. 1 này, giờ này, 80 này, phút này. Đấy. 7/3 giờ. Ok, 1 giờ 80 phút thì chúng ta sẽ đổi ra thành là 7/3 giờ. Được chưa? Đây là tổng thời gian của thằng xe khác đi từ lúc xuất phát cho tới lúc nó gặp nhau là 7/3 giờ. Được không nè? Đấy. Thời gian đi từ lúc xuất phát tới lúc gặp nhau là ban đầu đi bao nhiêu? 1 giờ 40 phút. Sau đó lại đi thêm 40 phút nữa thì nó mới tới chỗ gặp nhau. Và mình cộng hai ngày lại ra tổng thời gian đi từ Hồ Chí Minh cho tới lúc nó gặp nhau là 7/3 giờ. Rồi còn xe tải chỉ đi bao nhiêu lâu thôi? Thằng xe tải đi từ lúc xuất phát tới lúc gặp nhau chỉ đi 40 phút thôi. Thì các em đổi 40 phút sang giờ thì em chỉ cần lấy 40 chia cho 60 nhá. Em lấy 40 chia 60 ra 2/3. Đấy, lấy 40 chia 60 cho anh là đổi từ 40 phút sang giờ đấy. 2/3 giờ. Rồi sau đó em điền được cột thời gian. Và khi em điền được cột thời gian thì em sẽ điền nốt cột quãng đường được không? Quá dễ luôn. Quãng đường này thì sẽ bằng vận tốc nhân thời gian. Khi mà em điền được hai cột rồi thì cột còn lại bắt buộc phải dùng công thức. Quãng đường sẽ bằng vận tốc nhân thời gian 7/3 nhân với x. Cái thằng này sẽ là 2/3 nhân với y. Ok, được không nào? Vậy phương trình của mình sẽ là gì? Phương trình của mình thì lại càng dễ luôn. Chúng ta chỉ cần so sánh những cái đại lượng nào liên quan với tới x và y thôi. Chúng ta chỉ cần so sánh x, y ở chỗ này và so sánh x, y ở chỗ này để ra được cái phương trình. Còn cái này là số rồi, làm sao ra được phương trình, đúng không? So sánh x, y ở chỗ này thì ở đây là vận tốc của xe khách và vận tốc xe tải. Thì mình sẽ có gì nhỉ? Đề bài nói là vận tốc mỗi giờ xe khách đi nhanh hơn xe tải 15 km. Mỗi giờ xe khách đi nhanh hơn xe tải 15 km. Có nghĩa là xe khách sao? Nhiều hơn xe tải 15 km, được không nào? Thế nên là ta có phương trình đầu tiên là gì? Phấn trắng của anh đâu hết rồi. Đây. Vì này, mỗi giờ này xe khách đi nhanh hơn xe tải 15 km. Nhanh hơn là nhiều hơn nhé. Được chưa? Nhanh hơn là nhiều hơn. Nên ta có phương trình. Rồi, phương trình đầu tiên của mình sẽ là khách nhiều hơn tải. Nhiều hơn thì mình sẽ lấy thằng khách trừ đi tải bằng 15 km. Được chưa? Rồi, ở đây thấy x trừ y này đúng không? Để x mà trừ được cho y ấy, thì điều kiện của mình phải là x như nào với y? X lớn hơn y nhá. Thế tới đây chúng ta phải bổ sung điều kiện chỗ này chẳng phải là x lớn hơn y. Ok. Đấy. Tiếp tục nào. Bây giờ chúng ta sẽ liệt kê những cái giá trị mà trong cái bảng này ra. Rồi, liệt kê những giá trị trong bảng này ra. 7/3 giờ là từ đâu? 7/3 giờ là gì? Là thời gian của xe khách từ Hồ Chí Minh cho tới lúc gặp. Được không nào? Thời gian của xe khách đi từ Hồ Chí Minh cho tới lúc gặp. Nhớ nha, khi mà gặp những bài toán ngược chiều rồi đi đến chỗ gặp nhau ấy, thì chúng ta chỉ xét
thời gian từ lúc xuất phát tới lúc gặp, quãng đường từ lúc xuất phát tới lúc gặp mà thôi nhá, là 2.1 giờ 40 phút cộng cho 40 phút thì sẽ bằng 1 giờ 80 phút, và đổi ra thành là 7/3 giờ. Tương tự như vậy, thời gian của xe khách, thời gian của xe tải từ lúc xuất phát tới lúc gặp nhau là thời gian của xe tải đi từ gì? Đi từ Cần Thơ tới lúc gặp nhau là bao nhiêu? 40 phút thì em đổi ra thành 2/3 giờ, lấy 40 chia cho 60 nhá. Ghi ở trên này đi. Rồi, ghi cái này ra, cái này là gì? Đại lượng quãng đường đúng không? Quãng đường của xe khách từ đâu? Quãng đường xe khách từ lúc xuất phát tới lúc gặp nhau này. Rồi, ok. Cái này sẽ là quãng đường của xe khách từ lúc xuất phát tới lúc gặp, sẽ là lấy thời gian nhân với vận tốc. Đơn vị quãng đường là km. Tương tự như vậy, quãng đường của xe tải từ lúc xuất phát tới lúc gặp nhau sẽ là thời gian nhân với quãng đường 2/3 nhân cho y. Rồi, vậy phương trình thứ hai sẽ là gì? Đây là phương trình đầu tiên này. Phương trình thứ hai của chúng ta sẽ là gì đây? Mối liên hệ giữa x và y ở chỗ này là gì? Quãng đường xe khách và quãng đường xe tải có mối liên hệ gì với nhau? Xe khách đi quãng đường từ đây tới đây, xe tải đi quãng đường từ đây tới đây, và tổng quãng đường là 170. Đấy, trong chuyện Conan ấy, mỗi lần mà khám phá ra điều gì mới thì thường Conan thường như này này. Đấy, xong mắt kính nó sáng lên, đúng chưa? Ok, thì chắc Ken cũng phát hiện ra rồi. Đó chính là tổng quãng đường hai quãng đường này cộng lại bằng 170 km, được chưa nào? Lấy hai thằng này cộng với nhau ra được 170 km. Ok, rồi mình sẽ ghi là vì câu số nào liên quan tới 170 nhỉ? Chỗ nào 170 đâu? Vì tổng quãng đường là 170 km, đúng không? Tổng quãng đường là 170 km, nên ta có phương trình. Mình sẽ lấy quãng đường của xe khách từ xuất phát tới lúc gặp nhau là 7/3 nhân cho x nhá. 7/3 nhân x, quãng đường xe khách từ lúc xuất phát tới lúc gặp nhau cộng với quãng đường của xe tải từ lúc xuất phát tới lúc gặp nhau. Đấy, tổng hai quãng đường này là 170 km. Ok, và đây chính là phương trình thứ hai. Từ 1 và 2 ta có hệ phương trình. Nào, hệ phương trình của mình sẽ là gì? X trừ y bằng 15 này, và 7/3 x cộng 2/3 y bằng 170. Rồi, các em thử giải hệ phương trình này ra được gì? Ok, giải hệ phương trình này ta được cái gì đây? Rất là đơn giản thôi. Mình sẽ bấm máy nhé. 7/3 này, 2/3 này, 170 này. Ok, chúng ta sẽ được là x bằng 60 và y là bằng 45. Chắc chắn đơn vị nó là km/h. Và hai thằng này đều thỏa mãn cái điều kiện nhé. Đều thỏa mãn cái điều kiện. Ok chưa nào? Và chúng ta sẽ kết luận, các em tự kết luận được không? Vậy, vậy gì? Vận tốc của xe khách là 60 km/h, vận tốc của xe tải là 45 km/h. Đấy, các em tự kết luận vào số 3. Vận tốc xe khách này là chấm chấm, vận tốc xe tải này
Đấy, bao nhiêu? 60 điền vào, 45 điền vào đấy. Đơn vị ghi kỹ ra nhá. Km trên giờ. Đấy, hết bảng rồi ghi hơi khó. Ok, chúng ta sẽ chuyển qua bài tiếp theo. Tới cái bài tiếp theo. Một bài về cano, được chưa nào? Một cano đi xuôi dòng một quãng đường 42 km. Đó thì khi mà chúng ta đọc như vậy thì chúng ta phải vẽ ngay quãng đường 42 km ra nhé. Đấy. Rồi đi xuôi hết 42 km, hết 1 giờ 30 phút, và ngược dòng thì hết 2 giờ 6 phút. Ok, tính tốc độ cano khi nước yên lặng và tốc độ của dòng nước. Rồi, đề yêu cầu tính gì? Tốc độ cano và tốc độ dòng nước. Kêu gì thì gọi đấy nhá. Mình sẽ gọi tốc độ của cano là x và tốc độ của dòng nước là y. Được chưa? Tốc độ cano là x, tốc độ của dòng nước là y. Và đơn vị tốc độ thì ở đây nó là km trên giờ em nhá. Và lưu ý là khi mà mình có cano với dòng nước ấy, thì lúc nào tốc độ của nó thì x y nó cũng lớn hơn không, và tốc độ của cano lúc nào phải lớn hơn tốc độ của dòng nước rồi nhá. Chứ cano mà lại chậm hơn dòng nước thì chắc cái thuyền bị nước cuốn đi rồi, được chưa nào? Đấy, cano lúc nào cũng phải lớn hơn dòng nước nhá, luôn luôn như vậy. Rồi bây giờ thì sao nào? Bây giờ mình sẽ có cái bảng VTS ra nhé. Nào, luôn luôn gặp những cái bài toán VTS, tốc độ thời gian quãng đường nhá, luôn luôn phải có cái bảng như này. Và lưu ý cho một điều thôi, là khi mà chúng ta gặp những bài cano dòng nước thì ở đây nếu bạn nào điền chỗ này là cano này, bạn nào điền dòng nước này, thì em có làm tới mai không ra. Anh nói thật, em làm tới mai không ra. Khi mà chúng ta gặp những bài cano và dòng nước thì chỗ này em không bao giờ được điền là một cái là cano cái dòng nước nhé, không bao giờ nhé. Em phải điền chỗ này là xuôi dòng và chỗ này là ngược dòng. Đấy, lưu ý như vậy, không bao giờ điền chỗ này là cano rồi ghi x ở đây, rồi dòng nước mà y ở đây là toang, thấy chưa? Mà em phải điền xuôi dòng và ngược dòng. Và những cái bài tập cano ấy, em phải nhớ thêm một cái công thức phụ nữa là vận tốc xuôi dòng thì nó sẽ bằng vận tốc của cano cộng với vận tốc của nước. Ok, hay là vận tốc ngược dòng thì nó sẽ bằng vận tốc của cano trừ đi vận tốc của nước. Ok, đấy. Vậy thì ở đây mình gọi vận tốc cano là gì? Vận tốc cano là x. Vận tốc nước mình gọi là gì? Là y. Vậy chúng ta điền cái gì vào đây? Xuôi dòng, vận tốc xuôi dòng sẽ là x cộng y. Good job. Rồi, vận tốc ngược dòng sẽ là x trừ y nhá, x trừ y. Ok. Rồi, sau khi em điền xong cái bảng vận tốc rồi, mình sẽ điền tiếp cái gì nào? Đọc đề nào. Một cano đi xuôi dòng quãng đường 42 km, hết 1 giờ 30 phút, và ngược dòng quãng đường đó hết 2 giờ 6 phút. Ok, vậy thì chúng ta sẽ biết được cái thời gian đi xuôi dòng là 1 giờ 30 phút, đúng không nào? Vậy thời gian đi xuôi dòng là 1 giờ 30 phút thì sao nhỉ? Chúng ta sẽ đổi sang là thành 1,5 giờ. Các em nhập máy tính là 1 ô vuông, 30 ô vuông là bằng 1,5 giờ nhé. Đấy, ngược dòng hết bao nhiêu nhỉ? Rồi, ngược dòng đâu, máy tính anh bị lỗi một tí, thôi kem phong cảm nhá. Ngược dòng là hết 2 giờ 6 phút à. Mình sẽ đổi 2 giờ 6 phút sang đơn vị là giờ nhá. Nó sẽ là 2,1 giờ được chưa? 2 giờ 6 phút sẽ là 2,1 giờ. Ok,
Rồi vậy chúng ta sẽ có cái gì nào? Khi mà chúng ta điền hai cột thì cột còn lại bắt buộc các em phải điền công thức nhá. Mặc dù anh biết là ở đây quãng đường là 42 km, thì có thể em điền 42 km ở đây cũng được, nhưng mà khi em điền 42 km ở đây nó sẽ không ra cái phương trình gì hết, thế nên em cũng phải dùng công thức chỗ này nhá. 42 thì nó sẽ không ra cái gì hết, em phải dùng công thức đó là x cộng y nhân cho 1,5 vận tốc nhân thời gian ra quãng đường. Rồi tiếp tục ở dưới, 2,1 nhân cho x trừ y. Ra quãng đường. Ok. Rồi sao nhỉ? Rồi tới đây thì mình sẽ biết được cái quãng đường này là 42 km. Thì anh biết là nếu nhiều bạn nhé, nhiều bạn điền chỗ này là 42. Đấy, nhiều bạn điền chỗ này là 42. Rồi các em điền chỗ này là 42 thì làm sao các em ra được phương trình, đúng không? Còn nếu mình điền hai cột xong rồi á, cột cuối cùng mình điền công thức thì chúng ta sẽ ra ngay cái phương trình chúng ta là gì? 1,5 nhân cho x cộng y bằng 42. Đấy, cái quãng đường đi xuôi là 42. Cái quãng đường đi ngược 2,1 nhân cho x trừ y bằng 42. Đấy, thấy chưa? Nếu mà chúng ta đến công thức thì chúng ta sẽ nhìn ra ngay cái gọi là phương trình của mình. Quãng đường 1,5 nhân cho x cộng y bằng 42. Quãng đường 2,1 nhân cho x trừ y bằng 42. Đấy, xong hai phương trình giải x y quá nhanh. Có làm được không nhỉ? Có lo lắng được không nhỉ? Trình bày nhá. Rồi, vận tốc xuôi dòng là vận tốc mình sẽ điền những cái trình bày những cái giá trị có trong cái bảng này vào đây. Vận tốc của cano đi xuôi là x cộng y đơn vị km/h. Rồi, vận tốc của cano đi ngược là bao nhiêu? Ok, nó sẽ là x trừ y đơn vị km/h. Rồi 1,5 với 2,1 đó là số, thì các em phải đổi lên trên này nhá, đổi lên trên này hoặc đổi dưới này. 1:30 thì là bằng 1,5 giờ này. Đấy, hay là cái gì, 2:06 đúng không? 2:06 thì nó sẽ bằng 2,1 giờ. Rồi tiếp tục, S của cái xuôi dòng và S của cái ngược dòng là quãng đường đi xuôi dòng và quãng đường đi ngược dòng. Quãng đường đi xuôi dòng là 2.1,5 nhân cho x cộng y, đơn vị quãng đường là km. Rồi, và vì quãng đường là 42 km nên ta có phương trình nhá, ta có phương trình 1,5 nhân cho x cộng y bằng 42 km. Quãng đường đi xuôi dòng chính là quãng đường đi 42 km. Ok, rất là dễ thôi, quá là dễ. Tới đây thì các bạn có thể chuyển cái số 1,5 qua đây được chưa, hoặc là các em phải nhân vào thành cái gì, nhân vào là gì, hay này, các thể theo bước đó, nhân vào 1,5 nhân x cộng 1,5 nhân y để tiếp mình bấm máy đấy, được không, bằng 4,2 km. Cái này không quan trọng, bài này nó quá dễ nên chúng ta không cần phải tưởng tượng nhiều nhé. Đấy, đây là cái phương trình đầu tiên, phương trình số 1. Rồi tiếp tục mình cũng tính cái quãng đường đi ngược dòng. Quãng đường đi ngược dòng là tiếp tục lấy vận tốc nhân thời gian ra quãng đường đi ngược dòng. 2,1 nhân cho x trừ y sẽ bằng 42 km. Thôi ghi này luôn đi, đỡ phải ghi cái ta có phương trình nhé, ghi này luôn. Rồi hay gì nào,
hay là em nhân vào luôn. Đấy, nhân vào luôn. Đây mình trình bày lời văn nên mình dùng từ hay nhé. Ok, đây sẽ là phương trình số 2. Thì từ 1 và 2 ta sẽ có hệ phương trình. Ok, câu này khá dễ đúng không? Nhưng mà lưu ý là gì? Lưu ý ấy, là chúng ta khi mà lập bảng ấy, thì nó luôn phải là chữ xuôi dòng và ngược dòng. Được chưa? Các bạn lập bảng mà các bạn này cứ ghi là đây là vận tốc cano, đây là vận tốc dòng nước, thì anh nghĩ là các bạn làm tới mai nó không ra đâu. Nhá. Hệ phương trình của mình sẽ là 1,5x cộng cho 1,5y bằng 42, hoặc là 2,1x trừ 2,1y bằng 42. Ok, và chúng ta sẽ bấm máy giải hệ này nhanh nhá. Nào, bấm máy xem ra bao nhiêu nào. Ok, x bằng 24 và y bằng 4 nhá. X bằng 24 và y bằng 4. Đơn vị là km trên giờ. Và nhớ ghi chữ thỏa mãn. Được chưa? Thỏa mãn với điều kiện x, y lớn 0 và x lớn y. Sau đó các em sẽ tự động kết luận. Vậy tốc độ của cano là 24 km/h và tốc độ của dòng nước là 4 km/h. Ok, quá là so easy luôn. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau qua cái dạng tiếp theo, đó là dạng tìm số hệ. Đấy, thì nói về toán thực tế sẽ có rất nhiều dạng, vì vậy chúng ta phải luyện tập cực kỳ nhiều. Thế nên là các bạn nào lớp 9 ấy, thì có thể đợi tới ngày thứ 5 là anh sẽ live stream những cái buổi dành cho lớp 9 chương trình mới, thì các bạn có thể theo dõi những cái buổi đấy nhé. Anh sẽ live stream tiếp tục cái phần này để cho thêm những cái bài tập của những cái phần này để cho các bạn luyện tập nhiều hơn nữa, được không nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái dạng tìm số hệ. Thì cái dạng tìm số hệ này chúng ta cần lưu ý điều gì? Đây, có một thứ cần lưu ý thôi. Ví dụ nhá, anh có số 15 thì sao nhở? Thì anh sẽ tách số 15 này ra thành là 10 cộng với 5, đúng chưa? Hoặc là các bạn có thể tách số 15 ra thành là lấy số đầu tiên nhân với 10 cộng cho cái số thứ hai. Đấy, ổn không? Rất là dễ đúng không nào? Rồi, số này đó toán tiểu học, nhưng mà bây giờ toán lớp 9 mình có một cái số AB như thế này. Đấy, cái số AB gạch trên đầu chứng tỏ là thể hiện là đây là một cái số có hai chữ số. Nếu mà em không gạch trên đầu, em ghi như này, người ta sẽ hiểu là A nhân với B. Được chưa nào? Đấy, mình gạch như này, người ta sẽ hiểu đây là một số tự nhiên có hai chữ số. Rồi, vậy thì em sẽ tách nó thành được cái gì nhỉ? Số đầu tiên nhân với 10, A nhân 10, rồi cộng cho số thứ sau là cộng B. Đấy, hình dung được cách làm không? Y chang toán tiểu học nhé. Số đầu tiên nhân 10 này, cộng số thứ hai này, A nhân 10 cộng B. Ok, đó là cái lưu ý của cái phần này. Rồi, khi mà chúng ta hiểu cái phần này rồi thì chúng ta sẽ không sợ bất kỳ một bài nào hết. Nào, ví dụ nhá, tìm số tự nhiên N có hai chữ số, biết rằng tổng của hai chữ số đó là bằng 12, và nếu viết hai chữ số đó theo thứ tự ngược lại thì được một số lớn hơn N ban đầu là 36 đơn vị. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ gọi số tự nhiên N có hai số là AB nhé, hoặc là XY cũng được. Để hỏi gì các em sẽ gọi đấy. Nào, gọi số tự nhiên N có hai chữ số là, gọi số tự nhiên N có hai chữ số. Ở đây một số có hai chữ số thì em phải gọi theo kiểu như thế này nha. Có thể em gọi là AB, hoặc ở đây nãy giờ mình toàn XY thôi đúng không? Mình sẽ gọi là XY, nhưng mà có cái gạch trên đầu như thế này. Rồi, và sau khi em gọi số đó có hai chữ số là XY có cái gạch trên đầu này rồi, thì mình sẽ hiểu đây là một số tự nhiên có hai chữ số. Và chúng ta thử làm mẫu nhá. XY này, nó sẽ bằng cái gì nào? Nó sẽ bằng X nhân cho 10 rồi cộng với y. Ok, ở đây thì không có đơn vị, nhưng mà theo điều kiện sẽ là gì? Điều kiện thì ở đây mình đọc hết cái đề mình sẽ thấy là
thằng xy rồi này, một lúc sau nó sẽ phải viết ngược lại đấy, một lúc sau nó sẽ phải viết ngược lại là yx đấy. Thằng yx này nó còn lớn hơn cả thằng xy nữa, đúng chưa? Đấy, thằng yx này còn lớn hơn cả thằng xy nữa, mà là số tự nhiên có hai chữ số. Vậy thì chắc chắn là cái thằng xy này có thể như nào nhỉ? Nó có thể là không được không? Ví dụ nhá, thằng y này là không, như ví dụ là 10 đi. Được chưa? Thằng x là một số bất kỳ, thằng y là không. Thì tí em viết ngược lại thì không với 1. Đâu được đâu, như này đâu thành số có hai chữ số được, đúng không? Với cả khi mà em viết ngược lại như này thì cái số này nó cũng nhỏ hơn cái số ban đầu rồi. Đấy, vậy thì thằng y này, trường hợp thằng y bằng không thì nó là điều không thể. Đúng chưa nào? Trường hợp thằng y bằng không thì nó là điều không thể. Đấy, vậy thì xy nó chỉ thuộc từ 1 cho tới mấy thôi? Xy chỉ từ 1 cho tới 9 thôi. Nên mình sẽ ghi là xy thuộc n sao. Xy thuộc n sao này. Và tụi nó như nào nữa nào? Xy sẽ từ 0 cho tới từ 1 tới 9. Từ 1 tới 9 có nghĩa là lớn hơn 0, đúng chưa? Hay là mình sẽ ghi như này đi. Lớn hơn hoặc bằng 1 và bé hơn hoặc bằng 9. Đấy, thằng y cũng thế, lớn hơn hoặc bằng 1 và bé hơn hoặc bằng 9. Ok, tụi nó sẽ không thể bằng 0 được. Bởi vì nếu mà thằng x bằng 0 thì nó không còn là số có 2 chữ số nữa. Còn nếu thằng y bằng 0 thì em nhìn thì cũng được thôi. Nhưng mà khi mà mình viết ngược lại thành yx thì thằng yx nó lại lớn hơn thằng ban đầu rồi. Thì làm sao mà được, đúng không? Lúc đấy thằng yx lại thành số có 1 chữ số rồi, làm sao lớn hơn số ban đầu được. Đấy, cho nên cả hai thằng này sẽ từ 1 tới 9 nhá. Và điều kiện là tụi hai thằng này không được quyền là số thập phân. Điều kiện kỹ nó sẽ là như thế này. Rồi, còn không thì các bạn ghi như này chắc là cũng được chấp nhận, được chưa? Mất cái này đi vẫn được chấp nhận. Ok, tiếp tục nào. Bây giờ nào, tổng của hai chữ số bằng 12. Nào, tổng của hai chữ số bằng 12. Tổng hai chữ số bằng 12. Tổng hai chữ số bằng 12 thì ta sẽ có phương trình là gì? Ta sẽ có phương trình là gì nhỉ? Phương trình sẽ là x cộng y bằng 12, được không? Tổng hai chữ số là 12. Quá là dễ. Rồi, nếu viết hai chữ số đó theo thứ tự ngược lại, ok, vậy thì mình sẽ ghi là nếu này, viết hai chữ số đó theo thứ tự ngược lại, theo thứ tự ngược lại này, thì chúng ta sẽ được số mới là gì? Chúng ta sẽ được số mới là ta được số mới lớn hơn số n 36 đơn vị. Ta được số mới, em sẽ ghi lại hết cái câu ấy nhá, lớn hơn số ban đầu, số n là 36 đơn vị. Số n là cái số ban đầu ấy, là số tự nhiên ban đầu ấy. Rồi, vậy thì khi em viết ngược lại, đang là xy, em viết ngược lại thành là yx, đúng chưa? Lớn hơn thì mình dùng phép gì nào? Lớn hơn thì mình dùng phép gì? Lớn hơn thì mình sẽ dùng phép trừ, đúng không? Anh lớn hơn em 10 tuổi thì anh trừ em bằng 10. Ok, vậy thì lớn hơn thì mình sẽ dùng phép trừ nhá. Yx trừ đi xy bằng bao nhiêu? 36. Ok, đây là phương trình thứ nhất. Nhưng mà đây vẫn chưa thể là phương trình thứ hai đâu, mình phải biến độ một tí nhá, biến độ một tí. Ok, ta có phương trình đi, ta có phương trình rồi, mình phải biến độ phương trình đi một tí nhá. Yx gạch trên đầu thì mình sẽ hiểu là y nhân 10, mà em ghi là y nhân 10 thì quê quá, em sẽ ghi là 10y đi, đó, em sẽ ghi là 10y cộng x này, rồi trừ đi cái thằng này làm xy. Mình sẽ tách ra thành là 10x cộng y. Ok, đấy.
Rồi tới đây mình sẽ phá hoặc đổi dấu nhá. Trừ đi 10x này, trừ đi y này, bằng 36 này. X trừ 10x thì còn âm 9x. 10y trừ y là còn dương 9y. Ok, đây sẽ là cái phương trình thứ hai. Thì từ 1 và 2 ta sẽ có hệ phương trình. X cộng y bằng 12 và trừ 9x cộng cho 9y bằng 36. Rồi chúng ta sẽ bấm ra để xem là x bằng bao nhiêu, y bằng bao nhiêu và ra được cái số cần tìm của mình là bao nhiêu nhá. Bao nhiêu cho đây, bao nhiêu nhỉ? X bằng 4 đúng nào? Mình ra được là x bằng 4 và y bằng 8. Ok, và chắc chắn nó sẽ thỏa mãn cái điều kiện của mình. Và nhớ kết luận là vậy số n là bao nhiêu? Số n đó chính là số 48. Được chưa nào? Nó chính là số tự nhiên có hai chữ số, chính là số 48. Ok, rất là đơn giản thôi. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau tới một cái ví dụ tiếp theo. Tìm hai số nguyên dương, biết rằng tổng của chúng là 1006. Nếu lấy số lớn chia số bé thì được thương là 2 và số dư là 121. Đây là một câu khá cơ bản thôi, không có gì khó hết. Đề yêu cầu tìm hai số nguyên dương, rồi trong đó có số lớn và số bé. Vậy thì chúng ta sẽ gọi số lớn là x, gọi số lớn là x và số bé là y. Được chưa nào? Ở đây x, y là hai số nguyên dương, thế nên là mình sẽ cho là x, y thuộc n sao nhá, x, y thuộc n sao. Ok, ở đây số nguyên là gì? Số nguyên là những số thuộc tập z đấy. Ở đây nhắc lại các em một tí, số nguyên là những số thuộc tập hợp z. Thì số nguyên thì sẽ có hai kiểu, một cái là nguyên âm, một cái là nguyên dương. Nguyên âm thì nó sẽ là âm 5, âm 4, âm 3. Còn nguyên dương thì sẽ là 1, 2, 3 đấy. Thì thực ra nguyên dương thì nó chính là số tự nhiên thôi, không có gì khác đâu. Ok nhá, không có gì hết. Nói chung nó không phải là số âm và cũng không phải là số thập phân luôn. Rồi, bây giờ nào, tổng của chúng là bằng 1006. Ok, mình sẽ ghi là tổng hai số là 1006, nên ta có phương trình. Phương trình của mình sẽ là x cộng y bằng 1006. Rồi, quan trọng cái thứ hai này, nếu lấy số bé, nếu lấy số lớn chia số bé thì được thương là 2 và dư 124. Rồi, ok, thì cái này nó sẽ khá là trừu tượng nhá. Mình cứ ghi lại câu này, nếu lấy số lớn chia số bé rồi thì được thương là 2, và số dư là 124. Nên là ta sẽ có phương trình đấy. Phương trình gì từ cái câu này? Anh nghĩ là sẽ có rất là nhiều bạn sẽ không nhận ra cái phương trình gì đâu. Thì để mình nghĩ ra cái phương trình cho câu này á, thì bây giờ mình sẽ thử ví dụ hai số cho các em nhé. Ở đây sẽ ví dụ số 9 và số 4 đi. Ví dụ số lớn là số 9, số bé là số 4. Thì ở đây 9 chia 4 thì bằng mấy? Có phải em sẽ lấy theo toán tiểu học này, 9 chia 4 là 2 này, 2 x 4 là 8 này, 9 trừ 8 là còn 1 này. Đấy, vậy mình sẽ ghi là 9 chia 4 thì bằng 2 dư 1. 9 chia 4 thì bằng 2 dư 1. Ở đây 2 chính là thương nhá, 2 chính là thương, chứ không phải là mấy cái bạn tên thương trong lớp của em đâu, em nhớ nhá, đừng ai nhớ nhá. Thương ở đây là số 2 đấy, là kết quả của phép chia.
Ok. Rồi, vậy thì sao nhỉ? Vậy thì mình có thể lập được mối liên hệ giữa hai số 9 và số 4 này không? Lập được mối liên hệ không? Theo em thì số 9 sẽ bằng 4 như nào với 2 và như nào với 1? Có phải là thằng số 9 này sẽ bằng 4 nhân 2 cộng 1 không? Đúng không? Rồi, vậy thì mình sẽ rút được kinh nghiệm là khi mà mình lấy số lớn chia số bé và được thương và được số dư thì cái số lớn đấy nó sẽ bằng thương nhân với cái số bé rồi cộng với số dư. Ok, vậy thì mình sẽ rút ra kinh nghiệm là gì? Số lớn này nó sẽ bằng thương đâu? Thương nhân với số bé rồi cộng với số dư. Đấy, hình dung được chưa? Từ một cái phép toán tiểu học mà chúng ta lại hình dung được một cái phương trình cho lớp 9. Ok, và đây có số lớn số bé thì chắc là anh phải ghi thêm cái điều kiện là x lớn hơn y rồi thì nó mới chuẩn. Rồi, và chúng ta sẽ chuyển cái 2y qua đây là x trừ 2y giữ 124 nhé. Để tí là mình quy về cái phương trình bằng nhất hai ở thì mình bấm máy cho dễ. Ok, thì tới đây chúng ta sẽ tiến hành bấm máy thôi. Tới đây là phương trình 1, đây là phương trình 2. Lại từ 1 và 2 ta có hệ phương trình. Hệ phương trình của mình sẽ là gì nào? X cộng y bằng 1006 và x trừ đi 2y bằng 124. Rồi, và chúng ta dễ dàng ra được. Ra được không? X bằng 712, được chưa? Và y bằng 294. Đấy. Chắc chắn nó đều thỏa mãn điều kiện của mình rồi. Và sau đó các em sẽ tự kết luận. Vậy số lớn là 712 và số bé là 294 nhá. Ok. Và đây chắc cũng sẽ là bài toán cuối cùng của buổi học ngày hôm nay. Thì anh biết là sẽ còn rất là nhiều dạng nữa, như là dạng toán làm chung làm riêng này, dạng toán những cái bài tập cơ bản như là một quyển sách thì 5.000, x quyển sách thì hết bao nhiêu tiền đấy. Thì những cái dạng đấy chúng ta sẽ luyện đọc thêm vào cái video thứ hai, phần 2 của bài này, hoặc là anh sẽ làm một cái buổi live stream để tổng hợp thêm những cái dạng đấy cho các em nhé. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ học trước ba cái dạng như này thôi, ok không nào? Rồi, chúc các em là hiểu bài hết. Và khi mà gặp bất kỳ một cái gì đó không hiểu hay thắc mắc ở đâu thì nhớ comment ở phần bên dưới nhé.